Thôi anh ơi. Cái gì mà mặt gian tà thế? Ui. Yeah, 4 triệu vào lâu rồi. Ôi, 4 triệu vào lâu rồi à? 4 triệu rồi. Đi ăn gì đi. Thôi không, chỉ một món quà nhỏ xíu xíu thôi. Cái gì? Thích cái gì cho cái đấy? Yeah. Thế là mọi người chụp kênh đây. Quà gì tí thì biết. Thế là tụi tôi cũng gắn bó với TikTok hơn 2 năm rồi. Kể cả không ăn mừng thì dịp vui làm sao mà chiều bánh gato tô được. Ẻm bánh này tôi nhờ thiết kế và đặt làm từ hôm trước. Phúc này là đang bị ông xoanh mắng vì ăn mừng luôn cho nhanh. Còn bày vẽ đặt đồ và trang trí mất công. Sắp sửa bay cái nóc nhà thì món quà tôi hóng nhất nó lại tới. Thôi thì đập hộp trước tí trang trí sau. Sao bảo xin một món mà làm phát ba túi như này? Đâu, cùng một màu là tính là một món thôi. Bịp. Bịp ơi, không, bịp ơi. Ai biết gì đâu, bảo tặng quà thì người ta lựa xương xương thế thôi. Tóm lại là tại shop chứ không phải tại tôi nha. Cuối cùng thì Xoanh Diệp gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ vợ chồng tôi trong suốt thời gian qua. Giờ thì tôi lên ảnh với mấy em tôi mới sắm đây. Tiền lương tháng này của Xoanh nha mọi người ơi. Cái gì đây? Alo. Alo, đang chuyển cho anh ba củ nhá. Anh mua đôi giày cho mẹ, mẹ đang thích đôi giày này lắm. À, ok, đơn giản lại đi nhá. Ok. A few moments later. Chúng mua đâu rồi? À, con chào mẹ, mẹ sang. Ừ, đấm đầu. Anh đấm đang đi mua đôi giày mẹ thích à? Giày nào nhỉ? Thì cái đôi giày hơn ba củ anh vừa bảo con sau. Đừng, mẹ không bảo mẹ thích đôi giày nào đâu. Ơ, thế à? Mấy đứa con bạn rồi, may mà mẹ qua rồi con chuyển rồi. Con cứ chuyển đi cho mẹ để xem ra cái gì. Vâng, cái này con Zalo Pay, cái gì đây? Dạ đây, dạo này con toàn chuyển tiền bằng Zalo Pay. Vừa tiện lợi dễ dàng, một người mới học xong hội được qua một củ ạ. Bạn ơi đừng dọn, để đánh dọn cho. Thôi em tiện dọn. Thôi không cần, đừng mở. Tất mập mờ. Ủa cái gì đấy? Thì anh đi Sài Gòn về, anh chuẩn bị quà 20 tháng 10 cho bạn mà đã kịp giấu đâu. Action Make Beauty Fun. Bóc quà phiên bản giới hạn đấy. Wow. Ui, đấy, phấn một... mắt này, mascara, phấn tươi, ui cả son dưỡng luôn á. Nó có 8 combo lận cơ, nhưng mà anh thấy bạn hay make up hàng ngày nên anh đặt cho bạn cái dễ dùng nhất, tiện nhất. Thích nha. Ra là tốt đấy. Sao mê đi à? Thôi. Còn gì nữa? À, không để đi ra ngoài, hết. Ok luôn. Hết đi ra ngoài. Để anh dọn. 12 seconds later. Chỉ ra mày chọn cái chết. Mày thế mà vẫn ở đây. Đi ra ngoài áo nha. Đâu áo nào. Tiền xe, tiền điện nước. Tiền ăn uống chi tiêu hàng ngày. Ok. Tiền tiết kiệm. Xong. Cái gì kia, 1 triệu rưỡi gì kia? Tiền trả chữa. Nào, Bùi Bích Diệp tự giác, nhanh. Trả yêu em, trả thương em. Đang tiết kiệm mà mang đây nhanh. Thế này là tiết kiệm giữ chưa hả Bùi Bích Diệp? Đây đồ ăn vặt tháng trước mà. Sao tháng trước gì mà còn nhiều đồ ăn vặt như này, Bìm à? Đâu ra mà nhiều đồ ăn vặt như này? Tháng trước. Lại cái đơn gì đây? Bản trả điện này. Em ơi, sao trước kia có cái đơn bản trả điện? Mua lúc nào? Bàn trải điện Haliosonic màu hồng ngôn rất đẹp, em rất thích. Mua lúc nào? Dạ hôm qua. Tính nhà đầy bàn trải điện ra rồi còn đi mua thêm cái nữa làm cái gì? Không phải, cái này xài gấp 10 lần bàn trải thường đây này. Có tận 5 chế độ làm sạch và chăm sóc răng nhá. Thế sao bảo tiết kiệm mà? Thôi cho anh 500 nghìn đi, cho anh 500. Làm gì? Thì bây giờ bạn tiêu tiền rồi cho anh ít tiền để anh tiêu vặt nữa chứ. Thôi tiết kiệm đi. Đúng là cưới nhau xong thằng chồng nào cũng có quỹ đen luôn mọi người ạ. Đây, hộp đựng trang sức của tôi. Ngày nào cũng sờ vào mà không biết. Xanh ơi đi ăn không? Không ăn gà thôi. Em khao, đi không? Con chắc là ăn ở đây không? Mà con chắc là bạn khao không? Này, cầm ví trả luôn không lại ví bảo mình. Ai nhà hợp lý đấy, được, ok nhá. Ok, hợp lý đấy. Ở đây bút phê 249 cành một người thôi. Lẩu Đài Loan băng truyền siêu tốc. Cái này, có cái tàu xịn đấy. Xịn đấy nhỉ? Ai à, mới đấy. Không phải của mình. Ừ, cái xong. Ủa, còn nhiều đồ đấy. Thì buffet mà, cả bạn khao nữa. Tí ăn cho bằng hết nhá. Đang được kem à? Cái này của em, cái này cũng là của em. Thế cái nào của anh? Rồi. Thế người ta thanh toán. À, dạ, ok, được. Ngon không? Thế em gửi mình kim ạ. Đây, mang mình. Hôm nay bạn khao anh rồi, tí về mua cho bạn một cốc trà sữa. Đây, cho thêm 50 tí về đổ xăng.
Úi dồi. Cái gì đấy? Không có gì. Bạn ấy giấu anh cái gì đúng không? Diệp ơi, anh đi đá bóng đây, ở nhà nhá. Ai chà chà, giỏi thật. A few moments later. Diệp. Bạn đi đá bóng à? Anh mà đi đá bóng là không thấy được cái cảnh này, lại giấu giếm đặt cái gì đây? Em sang quà vun. Quà gì? Quà cô thì từ 1 tháng 4 đến 30 tháng 6 cô nó có chương trình thì em vận động như này. Là sang mấy cái hộp sữa này á? Ừ, thì em chỉ tập thể kinh mua cho cô để đổi quà này. Mang lắm, mỗi tuần là chưa xin đạp cho chúng thôi. Ôi giời ơi, thế sao ông xin anh đàng hoàng mà phải giấu giếm làm cái gì? Xin sợ không cho mà. Sợ không cho mà vẫn cố tình làm. Đi ra. Thế làm gì mà thức cả trưa không ngủ? Thì Shopee Food đang có làm voucher bạn năm, chỉ một lần áp mãi nên là săn được món không đồng. Là thức cả trưa để săn voucher. Thì voucher chỉ có lúc 10 giờ với 14 giờ mỗi ngày thôi, không phải lúc nào cũng có đâu. Thế săn được cái gì không? Một cốc trà sữa. Một cốc trà sữa mà thức cả trưa. Mang điện thoại đây. Anh shipper gọi rồi, đi xuống lấy học đi học luôn. Thế là nhanh. Rồi, đi không mang cặp luôn. Rồi. Quá giỏi. Rồi nhé. Quên cặp. Đi học. Sao bảo một cốc mà? Một cốc bây giờ uống, một cốc chiều uống. Em đi học với một đám nội. Cốc của em là cái thủ lạnh nhá. Uống của em là con trồ á. Go. Đây rồi, đây rồi. Em có chắc là người yêu em bảo qua nhà chị xem bóng đá không? Vâng, ông ấy bảo thế mà. Ông sang nhà chị lại bảo qua nhà em. Ông là sao? Xong rồi. Đây rồi em ơi. Đi vào em ơi. Đi cắt tóc, không phải nói dối. Hôm nay bạn xem bóng đá vui không? Vui lắm, đang khai thông về đất của người ta nhé, cũng chẳng hay lắm bạn. Quay. Hay rồi, 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 không biết làm sao cho trông thật ngoan nhỉ. Như bác bố mà kia em đây, những đứa ngốc ngốc ngay ngay. Lâm lâm tiếng lâm thì chẳng được sau đi này có bình luận, tổn thương, đúng không? Biết gì không ạ? Sao anh gọi ở đây có một con cắp gì toàn diện, tôi gặp dòng với cả khách sông Bế Tắc gì. Có giải hết tiền rồi, không biết gì không? Chết tiệt, thằng chết tiệt, mình phải làm cái quái gì đây hả?